Cũng trong ngày hôm nay ngày 8 tháng 6, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Dương Thị Thanh, 73 tuổi, trú tại huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, từ năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, Dương Thị Thanh đã nhiều lần vay mượn tiền của nhiều người cùng trú tại thị trấn Đắc Đoa với lý do làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Các lần vay này thì bà Thanh đều trả đầy đủ tiền gốc lãi đúng thời hạn cam kết nên đã tạo sự tin tưởng cho các bị hại. Sau khi lấy được lòng tin, từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2021, bà Thanh tiếp tục đưa ra thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách để mượn tiền tiếp của những người trước đó với số tiền gần 14 tỷ đồng. Thực tế lần vay này thì bà Thanh không sử dụng để đáo hạn mà tiêu xài cá nhân. Đến ngày 19 tháng 11 năm 2021, bà Thanh cắt mọi liên lạc rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Và cụ thể đến tháng 1 của năm 2023, công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã đối tượng, sau đó bà thanh bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố.